Bức ảnh này mọi người hãy nhìn cho kỹ. Hả? Lolita và Tiền Tổng? Cô sợ là chúng ta đến với nhau sẽ cảm thấy khó xử hả? Hôm nay tâm trạng của tôi rất khó xử đó. Đừng có làm phiền tôi nữa được không? Không được, ảnh không ăn được cua đâu. Ăn cua rồi thì sao chứ? Anh ấy bị dị ứng hết người, nổi mề đay đó.